Đây là hệ thống tổ ủ để nuôi muỗi trong phòng thí nghiệm côn trùng học. Đây là quy trình cho muỗi đốt trực tiếp ở tình nguyện viên. Và đây là hệ thống cho muỗi hút máu qua màng. Đây là hình ảnh lấy mẫu nước bọt muỗi, tuyến nước bọt và trích mẫu nước bọt của muỗi nhiễm cho muỗi lành. Bên trong là phòng nhiễm, nơi lưu giữ và thu mẫu muỗi đã bị nhiễm virus dengue. Ngăn cách giữa hai phòng sạch và nhiễm là một lớp cửa và một tấm màn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ muỗi sổng ra ngoài. Phòng được trang bị nhiều cái thiết bị ly tâm lạnh. Bên cạnh những cái thiết bị ly tâm đó còn có những cái thiết bị sấy khô DNA theo phương pháp hút chân không. Ngoài ra trong phòng còn có thiết bị siêu ly tâm với những cái hệ thống ly tâm cũng như là sấy chân khô cho phép phòng sinh học phân tử có thể là tách chiết axit nucleic cũng như là đo nồng độ axit nucleic bằng cái hệ thống như là nanoprobe, qubit hay là picorin. Bên cạnh đó thì trong phòng còn có một cái thiết bị của hãng Agilent cho phép đo cái kích thước của axit nucleic. Thì việc đo kích thước axit nucleic thì đóng vai trò rất là quan trọng trong việc giải mã trình tự gen thế hệ mới. Trong phòng còn có nhiều cái thiết bị PCR. Đây là những thiết bị không thể thiếu trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Và hạch tâm của phòng thí nghiệm sinh học phân tử là những cái hệ thống giải mã trình tự thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, đó là hệ thống MySeq Illumina, và thế hệ thứ ba là Oxford Nanopore. Thì với những cái hệ thống giải mã trình tự như vậy, cho phép phòng thí nghiệm sinh học phân tử có thể là giải mã đồng thời nhiều bộ gen virus và vi khuẩn. Thì bộ gen virus được giải mã gần đây nhất đó là SARS-CoV-2 đang gây đại dịch toàn cầu. Our biosafety level 3 lab has been approved by Oxford University as well as Ministry of Health Vietnam. This is the entrance for the lab. Here there is facility to change your dress and wear the protective clothing. And these are the labs, and we have biosafety cabinet and other instruments to work with the inside the lab, and the air in the all the lab is sucked out through the ducts and it is filter sterilized so that no pathogen can escape outside. And also whole facility can be monitored by camera system so that we can monitor what all the activity that is taking place inside from outside. The negative pressure panel is shown here for each separate sections of the lab.
Khi làm việc ở các lớp 215, chúng ta sẽ có những cái quy định 215A là phòng áo lắp trắng, 215B là sử dụng áo mắt màu xanh. Các hệ thống máy thông thường bao gồm là máy chất tiết tự động của Roth giúp để tách chiết các mẫu bệnh phẩm ra các sản phẩm là RNA hoặc là DNA. Ngoài ra, phòng còn được trang bị về các tủ làm việc riêng biệt, các tủ an toàn sinh học cấp 2. 115A là phòng để chuẩn bị master mix chạy PCR, Pfizer, Roth. Ngoài ra, còn có các tủ đông để chứa các hóa chất được chiên theo các nhóm.